một tháng kiếm 3 tỷ về Nam đồng từ mô hình kinh doanh những ly cà phê nhỏ bé như thế này người đàn ông khởi nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh tạo nên thành công quá lớn theo cách bình dân đó là số tiền mà bác Dương Thành Long ở thành phố Hồ Chí Minh kiếm được mỗi tháng khi mà doanh thu hàng ngày có thể đạt tới 100 triệu tính 30 ngày một tháng số tiền thu về có thể đạt khoảng 3 tỷ người đàn ông đã ngấp nghé 60 tuổi vẫn khởi nghiệp và bác tạo nên cơ ngơi thành công sản phẩm mà bác Long kinh doanh là cà phê muối nhưng chi nhánh cửa hàng của bác có diện tích không quá lớn bán hàng cà phê mang đi là chính nhưng điểm chính nằm trong ý tưởng kinh doanh cà phê này của bác Long, đó là thức uống cà phê muối đáng ra dành cho người giàu, người có nhiều tiền và thuộc vào nhóm thượng lưu, trung lưu. Thế nhưng bác Long không ngần ngại muốn bán cho người bình dân, thức uống mà nhiều người nghĩ về sự xa xỉ đó. Ngoài ra công thức pha cà phê muối cũng đã được bác Long chăm chút tỉ mỉ, lê la khắp các hàng quán để tìm ra thứ hương vị cà phê muối đã mang về số tiền 3 tỷ mỗi tháng cho mình. Được biết mỗi ngày các chi nhánh của bác Long có thể bán nhiều ly cà phê muối. Giá của mỗi ly này khoảng 15.000 đồng. Câu chuyện khởi nghiệp của bác Long đã truyền đi cảm hứng lớn cho các bạn trẻ và cả những người đã từng khởi nghiệp những thất bại. Quý khán giả có thể tìm hiểu thêm về bác Dương Thành Long bán cà phê muối ở thành phố Hồ Chí Minh qua Google.